Seahawk các bạn. Ngày hôm nay thì em Trung sẽ lên một clip vừa là tư vấn vừa là giới thiệu cho các bác cái mẫu xe mà hiện tại em rất tâm đắc. Rất lâu rồi em mới mua về được các bạn. Đây là một chiếc Toyota Fortuner bản máy dầu số tự động một cầu đời 2019. Đến đoạn này thì các bác vẫn chưa thấy nó hot ở điểm nào, vẫn chưa thấy nó đặc biệt ở điểm nào, đúng không các bác? Nhưng đây là một trong những chiếc Toyota Fortuner máy dầu số tự động đời 2019 hiếm hoi nhập khẩu các bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Đó. Người Việt chúng ta thì nghe cái mác nhập khẩu bao giờ nó cũng có một cái gì đó nó khác biệt so với lắp ráp, đúng không? Nhưng mà về mặt bản chất thì em đánh giá về chất lượng xe nhập khẩu hay xe lắp ráp thì nó cũng xem nhau thôi, không có quá nhiều điều khác biệt đâu. Thì ngày hôm nay em đang có một chiếc Toyota Fortuner máy dầu số tự động một cầu đời 2019. Xe mang viền tỉnh, chạy hơn 7 vạn km, mang ngoại thất màu nâu cà phê như thế này. Một màu mà em đánh giá là cũng khá là đẹp. Tại sao? Nó không bị nhanh bẩn như màu trắng, và đi giữa trời nắng thì nó toát lên một vẻ nó gì đó nó khá là sang các bác nhá. Cả 4 lốp là 4 lốp theo xe luôn các bác nhá. Nhưng mà về mặt bản chất thì cái lốp này thì em đánh giá là nó cũng đã đến lúc phải thay rồi đấy các bạn. Để em đánh giá được chất lượng là cả 4 lốp là lốp theo xe, nhưng cái lốp này thì các bác đi khoảng 2 vạn nữa thôi. 2 vạn nữa thì cũng nên thay đi các bác nhá. Xe thì cũng có một số những xước sát này, bên em có đánh dấu để cho bên nội thất người ta còn dọn spa nhé. Chỗ này có xước sát một tí. Nói chung xe cũ thì quệt quạc xước sát không tránh được đâu các bác ạ. Đây có những chỗ này nó hơi gợn gợn, nó móp vào trong một tí như này. Bên em cũng sẽ cho đi sơn nhé và xử lý những cái vết như thế này. Một chiếc xe này thì nó phù hợp hơn với đối tượng khách hàng như thế nào? Các bác nào mà mua về đi gia đình hay là thích dịch vụ, nhưng dịch vụ ta phải đi số tự động cơ. Thì đây thì em đang có một chiếc như thế này các bác nhá. Những cái ốc ác như thế này thì đều là nguyên bản hết các bác ạ. Xe này thì chủ cũ đi cũng rất là giữ gìn, nên là cái sàn này nó còn sạch và đẹp này, không bị bẩn này. Đây chưa dọn dẹp gì cả các bác nhá. Lát nữa em sẽ cho đi dọn luôn chiếc xe này để các bác thấy được là khi cái sự khác biệt giữa khi chưa dọn và đã dọn rồi thì nó cũng rất là đẹp. Và chiếc xe này thì tất nhiên rồi là nguyên bản nó cũng đã đẹp sẵn rồi thì dọn lên nó cũng sẽ rất đẹp các bác nhá. Một chiếc xe mà bên em rất tâm đắc khi mua về được, một chiếc xe 2019 nhưng mà lại còn nhập khẩu nữa, cực kỳ hiếm các bác ạ, cực kỳ hiếm đấy. Và trong không gian nội thất thì nó chỉ như những chiếc xe khác thôi. Không gian nội thất thì nó như những cái mẫu xe khác thôi. Ghế da này thì vẫn còn căng và đẹp nhá. Chủ xe có bọc vô lăng, bên em cũng tháo ra này, cũng có tháo ra nhá để nguyên cho bác nào sau muốn sử dụng thì có thể dùng này. Cũng rất là cẩn thận khi mà lắp được cái trần này là trần ly lông khá là sạch. Những bác nào hút thuốc trong xe nhá thì nó sẽ không bị ám vào cái trần nỉ đâu, và một khi nó ám vào trần nỉ rồi thì chỉ có thay thôi là mới hết được. Đó. Bước vào trong cái không gian nội thất của khoang lái như thế này thì chúng ta sẽ nhận ra được thì đây vẫn là một mẫu xe đi theo cái ngôn ngữ thiết kế gọi là tối giản cũng như là thực dụng của Fortuner cũng như là của Toyota. Khi mà những cái trang bị trên xe, những cái trang bị mà chúng ta hay thường thấy cảnh báo điểm mù, rồi cửa sổ trời, rồi phanh tay điện tử các thứ đều không xuất hiện trên xe này nhá. Tất cả đều bằng cơ. Vô lăng còn rất đẹp, vô lăng bọc gỗ còn đẹp này. Chìa khóa nhá thì vẫn là chìa khóa khóa vặn nhá, chưa được start top luôn. Điều hòa cũng là điều hòa cơ luôn. Nhưng những cái cơ như thế này thì đảm bảo các bác đi có 20 30 năm thì nó cũng chả thể hỏng được đâu. Đây là chiếc remote điều khiển cái màn hình này. Một chiếc điều màn hình không có một cái chức năng gì cả. Không có một cái chức năng gì cả nhưng có cái điều khiển. Nhưng mà thông thường thì bây giờ nhiều các bác về sẽ thay lên cái màn hình Android các bác, thì dùng nó sẽ nhiều những tính năng hơn. Xe chạy hơn 7 vạn các bác nhá, hơn 7 vạn này. Chế độ lái thứ đầy đủ này. Chế độ lái đầy đủ, vô lăng củ số thứ còn đẹp. Một chiếc xe như này thì cá nhân em đánh giá là cũng phù hợp với cái tầm tiền ở thời hiện tại thôi. Xe đẹp nhá các bác nhá, không lỗi gì cả. Rồi ra xem nốt cái khoang máy xem nó bẩn, chắc chắn là nó sẽ bẩn luôn. Nhưng mà xem là cái chất máy nó còn đẹp không các bác nhá, chất máy nó còn đẹp không các bác nhá, chắc chắn là nó còn bẩn luôn. Đây này, các bác thấy này, quay nhanh thôi. Máy móc bẩn nguyên nhá, nhưng mà bẩn này thì nó thể hiện là theo thời gian thôi, còn chất lượng máy móc các thứ là đều đạt chuẩn hết, của bên em kiểm tra hết rồi các bác nhá. Keo chỉ động cơ khung rằng này, máy móc nguyên zin các bác nhá. Đấy, để đảm bảo về chất lượng xe, và tất nhiên bên em bán xe ra thì có bảo cam kết và bảo hành của bác nữa cơ, để bác yên tâm. Bác nào đang quan tâm đến chiếc xe này trong cửa tiền loanh quanh khoảng hơn 850 nhá thì liên hệ ngay em Trung. Ngoài ra thì em còn đang còn một vài những cái mẫu xe gầm cao khác nữa mà bác có thể cân đối và so sánh nhá. Thì ở đây thì em đang có một chiếc Honda CR-V bản L đời 2021
Xe này thì là bản đã có Honda Sensing rồi, chủ xe đổi xe đời cao hơn thì để lại cho bên em thôi. Xe chạy 4.6 km biển Hà Nội, không lỗi gì. Em đang bán chiếc xe này với mức giá hơn 900 này. Peugeot 3008 phiên bản này là bản GT Line, sản xuất và đăng ký năm 2022, chạy hơn 30.000 km, không lỗi gì các bác nhá. Chiếc xe này thì phù hợp hơn với chị em đi thì nó cũng sẽ tranh sản hơn một chút xíu. Anh em mạnh mẽ thì cái thích kiểu dáng mạnh mẽ thì sẽ ít thích cái mẫu xe này. Em đang bán chiếc xe này loanh quanh khoảng 9.5 nhá. Đó, chiếc xe này Toyota Ray này thì em đã bán rồi. Xe đi đăng ký kia, mai giao thôi. Ở đây còn đây là có một chiếc là chiếc gì ạ? Mitsubishi Xpander bản Eco số tự động đời 2022, chạy hơn 40.000 km. Và chiếc xe này hiện tại thì cũng loanh quanh tài chính khoảng 550 là mua được rồi. Chủ xe thì cũng đã lên cam hành trình này, đã lên màn hình Android, đã lên ghế da rồi. Một chiếc xe thiên về phục vụ các bác nào mà chạy dịch vụ nhưng mà thích đi số tự động các bác nhá, số tự động. Bác nào đang quan tâm đến những cái sản phẩm của cửa hàng Trung Lão Auto thì có thể liên hệ ngay đến số hotline chạy trên màn hình để đội ngũ tư vấn của Trung Lão Auto có thể hỗ trợ các bác một cách kịp thời và nhanh chóng nhất các bác nhá. Trên đây là clip giới thiệu về những mẫu xe hiện tại đang có cũng như là giới thiệu về mẫu Toyota Fortuner 2019 em đang có mặt tại cửa hàng. Bác nào đang quan tâm thì đừng ngần ngại alo ngay các bác nhá. Em xin chân thành cảm ơn.